À, thầy Phan ơi, dạ. Tôi đang rất ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy thầy? Ngay sau khi chúng ta quyết định đưa ra sự việc quan trọng thì lại xuất hiện email này. Tôi xem được không? Mời thầy. Thầy tin nổi những điều trong email này viết không? Nam Sơn nói thật là kỳ lạ. Nam Sơn sẽ dự thi học bổng Trăm vừa kịp ngày. Tôi nghĩ Nam Sơn sẽ không làm được điều đó đâu. Không sao, nó đã một lần vấp ngã thất bại và làm lại từ đầu, và có thất bại một lần nữa cũng không sao đâu. Tôi chỉ e là không được thuận lợi như vậy thôi. Như vậy cũng tốt. Chúng ta có cơ hội giúp cho Nam Sơn tự chiến thắng bản thân. Tôi sẽ liên lạc và sẽ gọi Nam Sơn lên gấp. Chúng ta sẽ bồi dưỡng thêm cho Nam Sơn, thì tôi nghĩ thành tích sẽ không quá tệ đâu. Nhưng Hà, Thưa thầy. em cứ tập đàn tiếp đi. Dạ, thầy muốn chỉ thêm cho em ạ. À không, có chuyện này thầy muốn nói với em. Dạ, thưa thầy. Chuyện hôm trước đó, thầy có nói với Vân Hà là Dạ, em vẫn đang luyện tập thêm để... Nam Sơn có gửi email cho thầy, nói rằng là sẽ tham gia cuộc thi để lấy học bổng Ram. Sơn sẽ lên thành phố sớm nhất có thể. Thầy nói gì ạ? Thầy nói là Nam Sơn sẽ thi để lấy học bổng Ram chứ không bỏ cuộc. Nó sẽ lên thành phố sớm nhất có thể. Thầy biết em rất là cố gắng, nhưng đây là phần học bổng của Nam Sơn. Có lẽ em chờ cơ hội khác vậy. Dạ, thưa thầy, nhưng không phải Nam Sơn bị... Nam Sơn đang... Nhưng em thấy có cái gì đó nó không được bình thường thầy. Thầy nghĩ chắc không có chuyện đó đâu. Nam Sơn từ trước giờ nó có hành động giống như những người khác đâu, cho nên chuyện này cũng bình thường thôi mà. Thôi, chờ Nam Sơn trở lại rồi mình sẽ rõ. Dạ, nếu thực sự Nam Sơn đang nghĩ lại thì tốt quá. Vậy thì em tập đàn tiếp đi nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. Trời ơi, Lợi Sơn. Cái gì mà khó không vậy? Ở chỗ Lợi Sơn. Sao thấy được? Lợi Sơn ơi. Trời ơi, con ơi. Nói rồi mà con chỉ là sao? Anh ơi, anh ơi, anh có sao không anh? Con ơi con sao vậy nè? Trời ơi, cứu con. Con ơi con ơi gì con mà sao? Cái gì gì vậy hả? Hả? Con ơi. Xe cấp cứu đưa cha con lên bệnh viện Nguyễn Lễ lên. Con Hưng đến đó làm gì? Ông ơi. Chuẩn bị đâu? Đưa đi lên bệnh viện Nguyễn Lễ. Đừng có làm tôi sợ nha. Bạn tao lo hết cho. Trời ơi. Khoan, dạ. Qua nhà kêu ông Bảy chạy xe qua đây. Lẹ lên. Dạ dạ dạ, ông Bảy sửa bọng ra ngoài lẹ lên. Đi. Trời đất ơi. Con ơi. Lẹ đi. Dạ con nghe má. Chuyện con Xuân á, nó nói có thiệt không? Sao má? Nè con à, con đang quen với ai vậy? Con Xuân nó nói mà má cũng tin nữa hả? Má có ý gì đâu. Con bây giờ lấy vợ là đúng rồi. Má cũng đang mong có cháu bồng nè. Nè, cho Hùng cởi bò được không? Hùng đi bộ mệt quá. Ơi, mà cái đống việc kia kìa, anh không lo làm đi, lo đứng đó tào lao không à, không chịu phụ người ta gì hết trơn á. Sao tự nhiên từ thành phố mà bò về quê làm việc vậy không biết? Thì coi như là cho mình mấy ngày nghỉ phép, lâu lâu anh cũng nên thả lỏng bản thân chút xíu.
chưa ở thành phố biết, chui từ cái hộp văn phòng ra rồi lại chui vô cái nhà hộp, về đây làm mới nè, làm mới cái đầu của mình đi, hòa mình với thiên nhiên đi, hít thở không khí trong lành của làng quê mình đi. Ở thành phố đâu có dịp này đâu. Ôi mà Phương Bò muốn chết luôn à. Đâu nhìn thấy ghê. Vậy mày nói trong lành là sao? Đi không? Đi không? Hùng, làm cái gì mà cười tủm tỉm hoài vậy hả? Dạ có gì đâu. Mày đặt có gì đâu chị nữa. Cô ơi, tôi nhìn cô là tôi biết rồi, đang yêu đúng không? Alo, bảo bối hả con? Cái gì? Alo. Sao kỳ vậy ta? Hồi nào giờ theo dõi đàn bò kỹ càng lắm mà, đâu có thấy dấu hiệu gì bất thường đâu. Tự nhiên nó phát bệnh. Tôi thấy rầu quá chú ơi. Chú để con theo dõi vài ngày nữa coi sao. Kỳ này là lớn chuyện rồi. Đàn lớn chứ không phải đàn nhỏ đâu. Trời ơi. Thôi được rồi, chú vào nhà uống nước đi rồi bàn tiếp. Dạ thôi, con xin phép về trước. Con về đọc thêm tài liệu và tham khảo ý kiến của anh Nam Hải, chứ để lâu thì không ổn chút nào chú à. Ừ. Thôi con đi nha chú. Ừ con đi. Vậy là tốt rồi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ không có chi. Dạ, chú bảy sự cảm ơn cô. Sao đổ cái đùng luôn. Bây giờ nhập viện luôn rồi. Ông ơi. Dạ. Thằng bảy và thằng nhỏ bị chấn thương phần mềm chút đỉnh thôi, không bây sao đâu. Hai ba bữa nữa là xuất viện rồi. Sao nữa? Ờ. Gì? Dạ. Về thu xếp đồ mang lên cho hai vợ chồng nó đi. Dạ thì đó, sáng chứ cái gì mà đổ cái đùng luôn. Nguy hiểm à. Tới bây giờ con còn sợ nữa. Bà đi đi. Bà tự mang nè. Ừ. Thôi, tôi về trước nha. Bà lo chăm sóc của bà đi. Tôi với bà bối ở đây phụ giúp gì vợ chồng đó. Ừ, vậy tôi về. Có gì ông kêu tôi lên liền nha. Con còn hết hồn rồi. Ừ, tôi về đó. Dạ. Bôi. Hả? Bôi. Ông nội. Đi qua đây. Điện thoại cho ai vậy? Kêu nãy giờ không nghe hả? Dạ, dạ con. Điện ai vậy? Con nói chuyện điện thoại với gì Út. Đưa tôi nghe. Bởi vậy khổ ghê á. Alo. Vì đã nói chuyện với là ông nội rồi mà ông nội không có chịu nghe. Dạ, cho bác hai. Nghe. Hồi đó con nói với bác hai rồi mà bác hai không có chịu nghe con. Chế máy phát điện đâu có đơn giản đâu. Chú Bảy không biết học hành có tới nơi tới chốn không, mà tự mày mò như vậy là dễ gây tai nạn lắm. Biết rồi, đừng dễ khôn tao. Dạ con không dám. Bác hai ơi, bác hai đừng có lo chuyện bao đồng nữa, không thôi có ngày bác mang họa vào thân đó. Tao biết rồi, tại tao muốn nghiên cứu. Ba ơi ba. Cái gì nữa? À, dạ anh Bảy bị thương có nặng không ba? Không, nó khỏe rồi. Về phần mềm thì nó chưa lội ruột. Ừ. Thôi 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 thôi, ông cháu tao còn nhiều việc phải làm lắm. Dạ. Dạ. Cái miệng lanh chanh lách chách à. Bây giờ đây phụ với nội nè, chăm sóc cái đứa nhỏ nè. Nhà ông Bảy sợ không quay hết á. Mình phải phụ giúp nó một tay. Con ở đây, nội kêu ông Bảy nó mang đồ ra đây cho con. Ha. Dạ. Bảy xử với cô Ron sao rồi? Chị bị thương phần mềm thôi, chắc một hai bữa nữa là xuất viện rồi. Ủa, mình đi đâu vậy? Ờ, anh lên tỉnh có chút chuyện. Sao không để chiều rồi đi, bây giờ nắng lắm. Anh đi sớm về sớm. Mà nè, mình muốn mua gì không? Anh mua cho. Thôi, mình đi công chuyện thì cứ đi đi, em không cần mua gì đâu. Có công chuyện gì đâu, tại không có gì làm. Đi lên nhà văn hóa tỉnh, chơi với mấy thằng bạn cũ. Ờ, à, mình ơi, mình rảnh á, mình nhớ ghé Nam Sơn nha. Bữa giờ cha con không nhìn mặt nhau, có sao được. Thôi, mình đừng nhắc tới nó nữa. Lỗi này là lỗi của tao.
tụi bay đừng có cằn nhằn nó nữa. Cứ tập trung lo cho nó tới nơi tới chốn đi. Đừng có lo gì hết. Bao nhiêu tiền viện phí tao lo hết cho. Còn mấy đứa nhỏ ở nhà sẽ có bảo bối. Cũng may là nó không sao. Nếu mà lỡ có chuyện gì á, chắc con chết của chú hai. Thiệt tình á, nói thì nói không phải là con trách móc gì chú hai, nhưng mà ổng với chú mà sáp lại với nhau á, là cứ chết hết máy này đến máy nọ. Con thấy không có ổn rồi đó. Ổng mới học hết có cấp 1 mà chữ nghĩa có nắm tay, ổng có đâu vào đâu, ổng có biết cái gì hết á. Mà chú á, cứ đổ tiền vô cho ổng chế hết máy này đến máy nọ, lập quả biết bao nhiêu lần rồi. Con nói thiệt với chú nha, con sợ là ổng không có biết ổng giữ cái mạng của ổng tới chừng nào nữa. Tao nói thiệt tụi bay, chuyến này mà thằng Bảy mà nó thành công một cái, tao quăng tiền cho nó chế máy bay luôn. Vẫn chơi với tao. Trời, chú. Thôi, con cũng đừng có buồn nữa, tao đã tính hết rồi. Ăn xế bây giờ, nhưng mà lát chiều vẫn phải ăn cơm nữa đó nha. Nè, cô Ron có nghe theo lời của chị bà bối không? Dạ, em nghe mà. Giỏi. Nè, ăn đi. Bé Tú. Mưa vẫn rơi, đường như chân, đường chân khó đi. Mà nhân đưa lộ chân cứ đi, làng qua như xe lắc lư. Mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không xanh tươi. Mà sao em thấy vui lạ quá, em không buồn, em không buồn. Em không buồn, em không buồn. Mưa vẫn rơi, ngoài đường như đường chân khó đi. Mà những đứa lộ chân cứ đi, làng qua như xe lắc lư. Mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không xanh tươi. Mà sao em thấy vui lạ quá, em không buồn, em không buồn. Chị ơi, bé này nè, không biết có sao không nữa, mà em thấy nó cứ im im lầm lì lì hoài à. Từ lúc em vô tới giờ mà không thấy có ai tới thăm nó hết đó. À, bé Tú hả? Tụi chị coi nó như người nhà của bệnh viện luôn rồi. Làm gì có người nhà nuôi bệnh. Ba mất sớm, nhà nó chỉ còn má với ngoại thôi. Bà ngoại nó thì bệnh nặng, yếu lắm rồi. Má nó thì chạy chợ kiếm tiền cả ngày, cũng khổ lắm. Mà hả, cũng không có đủ tiền nuôi bệnh cho hai bà cháu nó. Khuya thiệt là khuya mới vô. Em á, mà có rảnh á, thì ngó chừng nó giùm tụi chị với nha. Dạ, em biết rồi, chị yên tâm nha. Sao rồi? Má nói chuyện với anh chưa? Sao cái gì mà sao? Cái miệng hất lẻo của mày đó. Em lo cho anh, mà anh còn la nữa. Ai mướn mày lo? Anh á là con trai duy nhất trong nhà, phải có trách nhiệm sinh con nói giỏi chứ. Cho nên lấy vợ cũng phải biết chọn nữa, hiểu chưa? Mày bớt nói đi mày. Phải nói để cho anh tỉnh ra chứ. Mày mốt á, anh có hối hận cũng đã trễ rồi, hiểu chưa? Nè, tao không phải là con nít, biết chưa? Nếu có ai có quyền nói về chuyện này thì cũng không phải là mày. Em út thì có quyền gì mà nói anh hai? Không phải là cái quyền gì mà nói, nhưng đây á là em đang lo cho tương lai của anh. Biết á là nuôi mạo hiểm, nhưng mà chuyện gì cũng phải có giới hạn chứ. Nè, má không có đồng ý chuyện đó đâu. Tốt nhất là cắt đứt sớm đi. Nè, tao nói cho mày nghe, mày không có quyền gì ra lệnh cho tao hết, biết chưa? Đừng có nói nữa, tao không muốn nghe. Nè, chuyện này không có giỡn được đâu nha. Anh chừng này tuổi rồi, yêu đương vui chơi á thì làm sao được nữa hả? Mà cái chị đó cũng 30 mấy tuổi rồi. Nè nha, bả không lấy được chồng cũng là có vấn đề rồi đó. Mày biết gì người ta mà mày nói hả? Vậy chứ anh biết gì? Tao biết vừa đủ để thấy yêu được người đó, mày hiểu chưa?
tụi con đứt răm. Sơ, lãng mạn quá ha, coi chừng bị lãng xẹt á. Nói chung là tao và mày không thể nói chuyện với nhau được vì cái thứ người mà cứng ắc ham danh vọng như mày á thì chẳng biết gì về tình yêu mà nói chuyện với tao. Mà mày cứ phán xét người khác đi, để rồi tới lúc mày thành con gái già hỏng ma nào có thì đừng than nha cưng. Đồ, đồ vô duyên. Mời vào. Dạ em chào thầy. À Nam Sơn, chào mừng em. Dạ. Thưa thầy, em đã sẵn sàng luyện tập, cũng không còn nhiều thời gian phải không thầy? Đúng, vài ngày nữa là đã tới kỳ thi học bổng RAM rồi. Em và thầy cùng cố gắng hết sức nghe Nam Sơn. Dạ em cảm ơn thầy, mong thầy giúp em. Mộc đã phối hợp với cán bộ xã tầm soát toàn bộ khu vực chưa? Có thấy điểm gì đáng ngờ hay khác thường không? Cán bộ xã đã kiểm tra kỹ và tôi cũng đã xem lại một lượt rồi. Không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh hàng loạt cho đàn bò đó. Thiệt là đau đầu quá. Nếu là bệnh dịch thì rất là nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ bò thịt mới bị điên, ai dè bò sữa cũng bị điên nữa. Thôi, không có giận nữa. Bây giờ bằng mọi giá mình phải tìm cho được nguyên nhân. Có như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề. Em biết rồi. Nguồn thức ăn. Chính là nguồn thức ăn. Hồi nào tới giờ bò ăn theo chế độ sẵn có, tất cả có cân lượng đàng hoàng, theo hướng dẫn của phòng nông nghiệp đưa xuống mà. Nhưng chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thôi thì cũng nên chuyện rồi đó. Để em đi xuống dưới đó coi như thế nào. Không sao đâu, để Xuân đi đi, có thể Xuân sẽ giúp được gì cho em. Nhưng anh tên Xuân, bây giờ Xuân đã có cái tâm của một người làm nông rồi, nhất định Xuân sẽ không để ảnh hưởng xấu đến vật nuôi và cây trồng nữa đâu. Lỡ nếu như anh sợ liên lụy thì để tự em đi được rồi. Có gì đâu mà nóng, anh Mộc đưa cô Xuân đi đi. Có gì trưởng phòng chịu trách nhiệm, trưởng phòng hen. Ừ. Anh sẽ chịu trách nhiệm, có gì anh chịu hết, được chưa? Ủa, mấy con bò mình bị sao vậy chú? Dạ, nó bỏ ăn đó cô. Thường ngày chú cho bò ăn cái gì? Dạ, tôi cho ăn cỏ cô. Mỗi tuần tôi cho nó ăn khoai lang 2 lần, cho nó có thêm chất. Trước khi cho ăn, chú có chế biến thức ăn cho bò không? Dạ, dạ. Chú không có rửa sạch phải không? Dạ không. Chú mà làm như vậy á, bò sẽ rất dễ bị ngộ độc. Vì trong cỏ có rất nhiều loại sâu, mà có một loại sâu gọi là sâu chôm chôm, chúng sống rất nhiều trong loại cỏ này. Và khoa học đã chứng minh là loại sâu này rất dễ làm cho bò bị ngộ độc. Ủa, bắt buộc phải làm vậy hả chú? Tụi con có dặn chú mà chú quên rồi sao? Trời, tôi nghe không rõ, chắc tay này qua tay kia. Tôi xin lỗi cô chú. Loại sâu chôm chôm á, có nhiều độc tố, bò ăn với số lượng nhiều á sẽ bị rối loạn thần kinh, rất có hại đó chú à. Trời ơi, chết tôi. Lần sau á, các chú làm ơn đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của tụi con một chút thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Cũng may á là mình sớm phát hiện ra nên sẽ có cách khắc phục nhanh chóng thôi. Thôi chú yên tâm đi, tụi con sẽ cố gắng khắc phục. Thôi xin phép chú, tụi con về. Dạ, chào chú, con về. Chú. Chào chú. Ờ. Sao vậy mình? Mình cái gì? Hành hạ người ta ra nông nổi như vậy. Đã vậy á, còn báo hại thằng nhỏ nằm viện nữa. Nè,
ăn cho lẹ đi, còn đi về nữa. Nằm ở đây hoài á, tốn tiền chú hai đó. Nè. Già rồi, cũng không nên thân nữa. Cứ ham cái gì á, là làm cái đó. Không bao giờ biết nghĩ cho người khác hết. Trời ơi, tôi giúp ích cho bà con nông dân chứ bộ. Giúp người hay là hại mình? Đúng là cái thứ đàn bà. Đàn bà làm sao? Nhỏ mọn. Nào giờ mình cũng thấy chú hai đó, cũng vì bà con nông dân đó thấy không? Ui, ông làm sao mà so sánh được như chú hai? Cống rảnh mà đòi sống sánh với đại dương, kênh mương mà đòi cương với biển cả. Không có một kiến thức nào mà bày đặt làm sáng chế này sáng chế nọ. Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Dẹp đi. Đúng là đàn bà đánh quá xó bếp. Làm sao mà hiểu được ý tưởng cao đẹp của đàn ông? Đàn ông là phải có đam mê, phải có sự nghiệp. Ở đó mà lý với tưởng. Ông mà làm được cái gì chứ? Mới chế tạo ra ba cái máy móc công cụ thô sơ mà tưởng đâu mình là thiên tài. Ông á, bị bệnh quan tưởng nặng lắm rồi đó. Không chữa có ngày điên á nghe. Bà biết cái gì mà nói? Ở cái xã này, ở cái huyện này bà coi đi, có ai bằng tôi không? Kỹ sư chưa chắc bằng tôi rồi. Xin lỗi bà, máy móc tôi sáng chế là số 1 rồi. Bà con người ta biết ơn tôi không hết. Con vợ tôi đó chửi tôi hoài. Tôi nói hết nổi ông rồi. Lần này á, cũng may á, là chưa có banh xác. Nếu mà còn lần sau á, chắc là xương với thịt á, nó trộn lẫn nhau thành cái nồi súp cho ông ăn luôn á. Ông muốn chết á, thì ông chết một mình đi. Tôi với mấy đứa con á, không thèm ở chung với ông nữa đâu. Thôi, mệt quá. Muốn đi đi liền đi. Đừng có ngồi cái bên mà lèm bèm mà lại nhảy hoài. Sao tôi chịu nổi, tôi đang bệnh mà. Bệnh quá không biết thương, cứ lèm bèm lại nhảy hoài. Tôi đi đi. Ông không cần đuổi, tôi đi liền đây. Đi đi. Lát ghé lại nha. Cô. Ừ. Con thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa vậy? Mai về được không? Dạ con không sao đâu. Nè, có gì á, con kêu cô liền nha. Cô còn phải lo cho chú. Cô gửi đứa nhỏ cho con đó. Dạ, cô cứ để em cho con canh nha. Không có sao đâu, con thích con nít lắm. Cảm ơn con nghe. Dạ. Sao vậy Tú? Ủa, anh Hải, anh chưa về hả? Anh chờ em về cùng. Xuân nè. Dạ. Hôm nay em làm tốt lắm. Hồng với Mộc cũng có lời khen em đó. Họ nói dạo này tính tình em coi bộ cũng được. Thôi đừng có chọc em nữa. Đi về thôi. À, bắt quả tang tại trận hai người tình tứ với nhau nha. Thấy chưa, bà thấy tôi nói đúng chưa? Tôi nghi lắm mà. Sao quay lại đây vậy? Bỏ quên gì hả? Để quên điện thoại thôi. Nhưng mà nhờ để quên điện thoại mới phát hiện ra chuyện này nha. Tôi đừng chọc tôi mà. Mình càng chối thì người ta càng chọc. Bây giờ tôi với Hoa Xuân chính thức hẹn hò, coi mọi người còn chọc nữa hay không. Những đoạn này thì phải hết sức nhẹ nhàng, thả hồn yeah. vào, nhưng phải chú ý yếu tố kỹ thuật. Ở đây yeah. rất là khó, mà nhất là với những sinh viên mà giữ cuộc thi lớn như vậy thì áp lực rất nặng. Thì lúc này em phải thả lỏng tinh thần của mình ra thì em mới thể hiện được chỗ này.
Chà, hiểu rồi phải không? Bây giờ em đàn cho thầy nghe coi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, đúng rồi. Em đẩy lên, em đẩy nó lên. Dạ, đây là nó rất là cao, nhưng nó phải mỏng để nó tạo ra một cảm giác du dương, muốn quyến rũ được người nghe. Đó, em thử đàn lại cho thầy nghe coi. Ông Hai ơi, ông Hai. Ừ, Hai hả? Dạ. Vô đó con. Dạ, dạ, chú bị sửa làm sao rồi ông Hai? Bên chành hết rồi chứ sao? Bởi xưởng nó ẩu quá. Tao nói nó rồi mà nó không nghe tao. Báo hại vợ cu ron với vợ nó khổ gần chết kìa. Con thấy sự việc lần này á, nguyên do cũng do chú ấy thiếu kiến thức mà ra. Thì đó, ông cứ copy cái của người ta rồi gia cố thêm cái này cái nọ đó, để làm thành sản phẩm của mình. Ừ. Đồng ý là chú ấy cũng có sáng tạo, nhưng mà không có cái gốc kiến thức, cho nên chú ấy dễ mắc sai lầm lắm. Bởi vậy cũng may á, là chưa có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng mà con nghĩ là mình cần phải giải quyết sớm. Thì đó, tao cũng đang tính đây nè, chừng nào nó lành bệnh á, tao cho nó tiền đi học trung cấp kỹ thuật. Bữa nay tao kêu mày qua đây để bàn cái chuyện đó nè. Dạ. Mày thấy sao? Chị cảm ơn bảo bố nhiều nha, nhờ có em mà bữa giờ tụi chị cũng đỡ quá trời. Dạ, không có gì đâu chị, tại em thích mà, với lại em cũng thích con nít lắm. Thôi, vậy chị đi ha. Dạ, em chào chị. Ráng nha, ngoan đi, mau hết bệnh rồi còn về nhà nữa. Con chào ông Hai. Ừ, ông sao nội? Rồi, khỏe chưa con? Hả? Dạ, con đỡ đau rồi. Ông Hai, mang cái gì cho con ăn vậy? Cháo của bà Tư Măng nấu cho con ăn nè. Bảo ơi. Dạ. Coi em cho kỹ nha. Tất cả mọi người ta nhờ có mình con đó. Dạ, con biết rồi. Ông nội yên tâm nha. Rồi, tao ông Hai đi nha. Dạ. Ra ăn cháo nè, cháo ngon lắm đó. Dạ. Dạ, ông Hai đi. Mau lành bệnh nha. Nội đi nha. À. Dạ, ông nội. Bé Tú nè. Bé Tú ngoan, chị ba bối cho bé Tú kẹo nè. Tú ăn kẹo nè, rồi bé Tú không có được buồn chị đâu đó nha. Ăn kẹo đi. Bé Tú ơi. Mà tôi tức ổng, không có biết suy nghĩ gì hết. Không có làm ăn gì được thì đừng có phá. Bây giờ còn làm banh cái nhà nữa. Thằng nhỏ hên là nó không có sao á. Chứ nó mà có chuyện gì á hả, là ổng á có tranh với tôi á. Mà tức ổng, vậy mà còn ở bệnh viện nuôi ổng. Ổng không hiểu thì từ từ mình giải thích để cho ổng hiểu. Tức làm gì, già háp đi rồi kìa. Nói ổng ham máy móc vậy cũng còn đỡ hả, còn hơn mấy người ham cờ bạc rồi rượu chè gái gú nữa. Cũng biết nói tốt cho ổng quá ha. Sao ổng qua bệnh ở chung với ổng luôn đi. Qua bên đó để coi còn nói tốt cho ổng nữa không. Mà tôi cũng tức chú Hài nữa. À, tức gì? Biết ổng điên vậy á mà cũng cho tiền để ổng chế cái này tạo cái kia. Riết rồi ổng càng ngày càng làm quá. Người ta nói á, ngu dốt cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại á, quả là cũng sai mà. Ổng thì cái gì cũng được, chỉ có mê máy móc quá mà quên hết mọi thứ, không có còn quan tâm đến cái gì hết. Bữa rày á, tôi qua bên nhà bà ở, ổng ở nhà với mấy đứa nhỏ, ăn uống tạm bợ qua loa, không có chăm sóc gì cho mấy đứa nhỏ hết, để cho tụi nó bệnh hoạn liên miên mà không biết gì hết. Thiệt, tôi mà không lén cho tụi nó ăn cơm mỗi ngày á, chắc tụi nhỏ còn da bọc xương luôn quá. Thấy ổng xuống mấy ký, tôi cũng xót ruột. Nhưng mà tôi cũng tức lắm. Mình mà ổng làm tới nơi tới chốn á hả, là ổng cứ vậy hoài.
thèm máy móc tới nỗi làm cho thằng nhỏ bị thương kia kìa. Thiệt hết nói nổi. Tôi á thì tôi nghĩ khác. Tôi tính chứa bà ít ngày bên tôi á, để coi ổng có trách nhiệm với bà như thế nào. Ai dè chẳng những không qua rước bà, không chịu rước, còn bắt tôi nấu đồ ăn ngon cho bà ăn nữa chứ, để bà mê tôi. Ý trời, không không không, để bà mê tôi nấu ăn ngon. Ý, chú Hai kìa. Ủa, chú Hai? Chú Hai. Khuya rồi mà sao chú còn tới đây chứ vậy? Bấy nên sao rồi? Dạ, con giận quá, cho nên con ngồi ngoài đây từ chiều đến giờ. Ổng nằm ở trỏng á chú. Để chú vô coi coi sao rồi. Cho nó miếng cháo rồi chú nói chuyện với nó. Dạ. Ý, ý, ổng, trời, anh. Trời, chú coi đó. Ổng mạnh cùi cùi như vậy á, mà còn bày đặt nằm lì ở trỏng. Ngày mai á, chú bắt ổng về đi. Chứ thôi nằm ở đây hoài, tốn tiền bệnh viện của chú lắm. Chắc mặt mày vậy, mắc cỡ, không dám về. Thôi để cho nó nằm vài bữa đi, coi bác sĩ người ta coi bệnh tình của nó làm sao. Tiền bạc để chú lo, chuyện này chú cũng có một phần trách nhiệm. Bé Tú, bé Tú ơi, em sao vậy? Em bị đau ở đâu hả? Bé Tú ơi, em đau ở đâu vậy? Bé Tú ơi, em nói với chị đi, nói đi lẹ lên. Bé Tú ơi, em bị đau ở đâu hả? Em đau bụng phải không? Nhanh lên chị. Sao rồi Bảo Bối? Dạ mẫu được thừa cô ơi. Con điện thoại cho người nhà của con nhỏ chưa? Con báo cho phòng trực rồi, một lát nữa má nó vô thôi à. Ba má gì mà vô trách nhiệm quá, bỏ con mình ở trong bệnh viện một mình vậy đó. Con nhỏ mới có chút xíu à. Cô ơi, cô đừng có nghi quan cho người ta mà. Đâu có ai muốn bỏ thí con mình trong bệnh viện đâu. Tại hoàn cảnh của người ta neo đơn, khó khăn, chắc cũng sắp vô tới rồi đó cô. Tú ơi, Tú ơi, má xin lỗi con. Bối Tú nè ơi, má xin lỗi con. Con ở đây giúp cho người ta nha. Cô qua bên đó với thằng Ron nha. Dạ. Chị ơi, qua đây ngồi nè. Ca mổ chắc còn lâu lắm mới xong. Con Tú đâu có làm sao, chắc tôi sống không nổi đâu. Chị ơi, chỉ là mổ ruột thừa thôi à, không sao đâu. Chị lại sợ nó có vấn đề về tim. Bé nhà chị nó bị suy tim. Hôm nay bà ngoại bà mệt cho nên chị vô trễ. Không về có chuyện xảy ra. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, không có gì đâu chị ơi. Bác sĩ nói là mổ kịp thời, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị yên tâm nha. Chú tính khi nào mình lành lại, chú đưa cho mày đi học kỹ thuật. Phải học mới được con à. Không có học hành đàng hoàng, mày làm cái gì cũng không xong hết. Mày có sáng kiến tốt, tay nghề giỏi, nhưng mày thiếu kiến thức, thì mày mới ra nông nổi này nè. Phải đi học thôi con. Nghe lời chú nghe. Thank you.
Cô ơi, con tôi có sao không cô? Chị yên tâm đi, bé Tú không có sao rồi nha chị. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu, cũng may là có người báo kịp chứ không là nguy to rồi. Dạ. Con chị cũng sao rồi em ơi. Làm bác sĩ cũng tốt chứ bảo bối. Ê, không có đá bánh ngoài đường nha. Dạ thưa ông hai. Dạ con chào ông hai. Chị bảo bối đâu rồi ông hai? Tụi bay cứ bảo bối làm gì? Tối ngày rủ bảo bối đi chơi không à? Dạ đâu có đâu ông hai. Tụi con kiếm gì bảo bối để học bài mà. Từ hôm bữa tới giờ chị đi vắng, tụi con không có ai chỉ bài hết. Vậy đó hả? Thôi được rồi, để mai ông hai kêu anh Bảy á lấy xe chở tụi con đi lên gặp chị bảo bối nha. Dạ. Này đá bánh á, kiếm chỗ khác mà đá. Đừng có đá giữa đường giữa xá, xe của người ta chạy nguy hiểm lắm nha. Thôi mình qua kia chơi đi tụi bay. Ừ, đi 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 đi. Mình chú hai hứa là cho tôi đi học kỹ thuật để sửa máy. Tôi mà đi học về nghe, thấy cái cảnh nè, tôi chế đã luôn. Lo mà học tới nơi tới chốn đi, chứ thôi là nổ banh xác, banh nhà lồng luôn á. Ê trời, nói gì ghê vậy bà? Ai á, chứ ổng á cũng tới ngày đó. Tôi đứng đi. Đi về. Không về. Không giận rồi đó. Không về phải không? Không về tôi đi về với bà Nhi. Đi. Ừ, đi, cho tôi đi. Đi về. Đi bà. Chắc ổng kìa. Thôi, ông có mệt á, ông về nghỉ đi. Ở đây tôi lo cho. Trời đất ơi, ở nhà tôi có làm gì đâu. Dạ chào hai bác. Dạ, dạ chào bác sĩ ạ. À, nói chung là hai cha con của anh Bảy Xưởng đều không có vấn đề gì. Lần này thì gặp may, nhưng bác và cô Tư phải nói ảnh cẩn thận, không thôi lần sau không có hên như vậy đâu. Bác sĩ thấy bảo bối nhà tôi có làm bác sĩ được không? Dạ cuối năm nay nhà tôi tính cho ông bảo bối đi thi ngành y. Nghe mấy cô y tá nói thì con bé được lòng mấy đứa con nít. Tôi nghĩ con bé theo cái nghề gì mà có liên quan tới con nít thì có lẽ sẽ hay hơn. Ý bác sĩ nói nó không hợp với ngành y. Chuyện đó không thể đoán định trong một sớm một chiều được. Không ấy bác sĩ cho tôi gửi nó đây mấy bữa, bác sĩ coi nó giùm, để coi nó có làm ngành y hợp không. Nó đang tính làm bác sĩ tâm lý đó. Dạ đi bác. Dạ chào hai bác. À, chào bác sĩ. À, có bộ nhỏ này có chuyện nhầm với ngành y quá ha. Làm bác sĩ tâm lý cũng được, mà làm bác sĩ nhi á càng tốt đó ông. Chưa chắc à. Cái tính nó đùng đùng ầm ầm, làm đâu quên đó. Nó chữa người ta 10 người chết hết 7 người, còn 3 người sống á. Ông sao bi quan quá à? Nó còn nhỏ, vô tâm vô tánh là lẽ thường. Khi nó lớn lên nó thay đổi thì sao? Ông đừng có mộng mơ nha. Lôi nó về chăn bò giống ông nữa hả? Chị cảm ơn em nha. Chị quýnh quá. Không có sao đâu chị, có gì cần phụ quá thì chị cứ nói với em nha. Thiệt sự á, ở nhà thì bà ngoại bệnh, không ai lo thang thuốc cho bà hết. Chị Thúy à, hay là chị về đi. Ở đây có em chăm sóc cho bé Tú, có gì á em gọi bác sĩ giùm chị. Không được đâu em, chị không có làm phiền em vậy được đâu. Không có sao đâu, em cũng thích con nít lắm mà. Không có sao đâu chị nha. Sao rồi con? Chào gì? Đó rồi, khỏe chưa? Chào chú. Sao mẹ bé Tú? Cháu nó khỏe chưa? Dạ khỏe. Con chào ông hai, con chào bà ghê con. Nhà không có người. Tính sao đây? Có ai chăm sóc cho bà già không? Hay là con ở lại đây với em đi, phụ đỡ giùm chị ít bữa. Nhà mẹ bé Tú không có người, con ở lại đây lo cho chị ít bữa ha con. Dạ. Bây giờ chị đố nè, 5 cộng 5 bằng bao nhiêu? Em đi. Em bằng bao
bao nhiêu? Dạ, 5 cộng 5 bằng 10. Em nói đúng rồi, giỏi lắm. Chị ơi, bây giờ thì mấy em giúp bà vô tập đi nha. Dạ. Bé Tú, để đi chơi với chị nè. Chị ơi, bà này giải sao với chị? Được rồi, để chị chỉ cho. Dạ. 10 cộng 10 bằng 20. Dạ, em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Thôi bây giờ mấy đứa ngồi đây tự học nha. Chị ra đây một chút rồi chị quay lại dạy. Dạ. Học đi nha. Dạ. Bé Tú ơi, bé Tú ơi, bé Tú ơi, vậy chắc chị đi chơi quá à. Để cho bé Tú ở đây một mình vậy. Chị đi luôn đây. Ủa, bé Tú còn thức hả? Sao nãy giờ không chịu ra ngoài chơi với mấy bạn? Vui lắm đó, bé Tú biết không? Học chứ, đâu phải chơi đâu mà vui. Học cũng vui lắm đó, bé Tú không biết thôi. Học có gì vui? Học dốt, mấy bạn cười em hoài. Bé Tú á, thử ra ngoài học với mấy bạn đi. Lúc đó bé Tú học nhiều thì lúc đó sẽ không bị thua sút mấy bạn, thì mấy bạn sẽ không cười bé Tú đâu. Bé Tú ơi, ăn kẹo nha. Chị hát cho bé Tú nghe nha.